Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nửa cuối tháng 2 năm 2023, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và có khả năng gây những đợt rét đậm rét hại ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khu vực vùng núi cao có thể xảy ra băng giá. Theo đó, kể từ đêm 13 và ngày 14 tháng 2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời sẽ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ. Vùng núi cao có nơi có thể xuống thấp dưới 8 độ, xuất hiện băng giá. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sẽ phổ biến từ 16 đến 19 độ. Còn từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Riêng ngày 19 tháng 2, đêm và sáng trời rét. Ngoài ra, mưa trái mùa sẽ xuất hiện tại các địa phương phía Nam, có thể gây ra nhiều khó khăn cho những người dân tại đây. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo vẫn tiếp tục có khả năng hoạt động và mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tới tại các tỉnh, thành phố. 76 bộ đội Việt Nam đã tới Hà Tây, sẵn sàng cứu nạn động đất. Tối ngày 13 tháng 2 năm 2023 theo giờ địa phương, từ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục lên chuyến bay đến thành phố Antakya thuộc tỉnh Hà Tây ở miền Nam nước này, để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn sau thảm họa động đất. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trưởng đoàn, cho biết mặc dù quãng đường và thời gian di chuyển từ Việt Nam sang tới Antakya khá dài, nhưng tất cả 76 quân nhân và 6 chó nghiệp vụ đều đảm bảo sức khỏe tốt, tinh thần sẵn sàng rất cao. Tại sân bay, đoàn có cuộc trao đổi với đại diện Tổng cục Điều phối Thiên tai và Tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ để nắm nhu cầu của phía bạn. Theo dự kiến, sau khi nhận hành lý kiểm kê vật chất, đoàn sẽ cơ động về vị trí đóng quân tại một sân vận động ở Antakya rồi triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm. Trước đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân. Đội quân y thuộc Tổng cục Hậu cần có quân số 30 người, đội công binh cứu sập thuộc binh chủng công binh gồm 30 người. Đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ, bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người. Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng thuộc hai cơ sở 2, 3701S và 3702S của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An để điều tra về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Cụ thể, tùy vào mỗi lỗi vi phạm, ngoài tiền theo quy định của nhà nước thì các cán bộ đăng kiểm phối hợp với cò để bỏ qua các lỗi trên để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện cơ giới đường bộ. Số tiền từ 200.000 đến 1 triệu đồng trên một phương tiện. Đối với các phương tiện muốn được làm thủ tục đăng kiểm nhanh hoặc mắc các lỗi đơn giản thì phải nộp ít nhất là 200.000 đồng trên một phương tiện. Ngoài ra, bộ phận kiểm tra hồ sơ ban đầu còn móc nối với cò để nhận hối lộ từ các chủ xe với số tiền là 100.000 đồng đến 300.000 đồng để bộ phận nhận hồ sơ bỏ qua các lỗi như thiếu đăng ký gốc, thiếu giấy hẹn của cảnh sát giao thông, thiếu giấy thế chấp ngân hàng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục huy động nhiều chiến sĩ công an khám xét một chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào trưa hôm qua, ngày 13 tháng 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V chi nhánh Hồng Hà, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm khám xét khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, nhiều chiến sĩ, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, giao thông thuộc Công an thành phố đang canh giữ nghiêm ngặt, không để cho người lạ ra vào để phục vụ cho công tác điều tra. Trước đó, vào chiều 9 tháng 2, lực lượng chức năng đã khám xét chi cục đăng kiểm số 6 trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, việc khám xét liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Cho đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 89 người là các giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang phối hợp với Bộ Công an mở rộng điều tra về trách nhiệm công tác của các trung tâm đăng kiểm. Bộ Giao thông Vận tải lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe của 63 cơ sở giao thông vận tải. Thời kỳ kiểm tra sẽ từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 và hoàn thành kiểm tra trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Theo quyết định về việc kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe,
tức bằng lái xe của Sở Giao thông Vận tải, do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành. 3 đoàn kiểm tra do Bộ thành lập sẽ thực hiện công việc với thời kỳ kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết thời điểm kiểm tra. Thời gian hoàn thành kiểm tra trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Mục đích kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe nếu có, đề nghị biện pháp khắc phục, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe. Đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các Sở Giao thông Vận tải trong công tác đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe, phòng ngừa phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại vi phạm nếu có, hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật, phạm vi kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe của Sở Giao thông Vận tải gồm các nội dung: công tác quản lý đào tạo lái xe, công tác quản lý và tổ chức sát hạch, công tác cấp đổi bằng lái xe. Các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại đơn vị được kiểm tra xác suất hồ sơ, tài liệu do đối tượng kiểm tra cung cấp và hồ sơ tài liệu khác liên quan nếu có. Bộ Giao thông Vận tải giao cho Cục Hàng không Việt Nam rà soát giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay Việt Nam đang có 6 hãng hàng không đang khai thác 249 tàu bay, gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vasco, Viettravel Airlines cùng các hãng hàng không chung như Hải Âu, Hành Tinh Xanh, Ngôi Sao Việt, Bầu Trời Xanh, Sun Air, Bay Việt. Các doanh nghiệp phải cung cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung và phải đáp ứng các điều kiện về phương án đảm bảo có tàu bay khai thác, tổ chức bộ máy, vốn, phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm quy định theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hãng phải đáp ứng mức vốn tối thiểu, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không. Đối với doanh nghiệp khai thác đến 10 tàu bay, số vốn là 300 tỷ đồng, từ 11 đến 30 tàu bay là 600 tỷ đồng. Riêng doanh nghiệp khai thác trên 30 tàu bay phải có số vốn tối thiểu là 700 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán thì tình trạng người dân sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông tiếp tục tái diễn và với chiều hướng phức tạp. Vâng ạ, nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu. Và thời điểm này thì công an các địa phương đang tích cực triển khai các chuyên đề xử phạt vi phạm nồng độ cồn, xử lý nghiêm minh và không nhân nhượng với các trường hợp lái xe trong tình trạng say xỉn. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ trước tới nay, công an thành phố Vũng Tàu chưa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Hồng Phong. Thế nên khi công an bất ngờ triển khai chuyên đề kiểm tra trên tuyến đường này, nhiều người đã bị phát hiện vi phạm. Mình cũng thấy tai nạn đa số từ rượu ra mà. Tôi cũng biết nhưng tại vì cái này nó mình về mình đi đường về làm, em nó gọi uống ly à. Hiếm có buổi thực hiện chuyên đề xử phạt nồng độ cồn nào diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Khi đã có rượu bia, người vi phạm không kiểu này thì kiểu khác đều tìm cách lảng tránh, viện dẫn đủ lý do để biện minh cho sai phạm, khiến cho công tác xử lý kéo dài và áp lực. Như trường hợp người vi phạm này, sau khi được dừng xe, đo nồng độ cồn, người vi phạm được lực lượng chức năng mời về bàn, lập biên bản nhưng lại quay đầu bỏ đi. Yêu cầu anh về chốt mà làm việc. Chào anh. Dạ vâng, chào anh. Anh vui lòng cho công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn. Em không mới anh thổi một hơi dài. Anh uống một bia. Anh uống một non không 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 ảnh hưởng gì. Anh cứ hợp tác là không không. Em ở đâu? Anh đối nhưng mà hỏi đâu? Không phải nói là anh chống đối. Anh không chấp hành cái đối không chấp hành thử nồng độ cồn mặc dù anh không có. Nhưng mà chúng tôi yêu cầu anh không chấp hành không. Em nói với anh là em nhận lỗi. Mời anh hợp tác. Chỉ trong 2 giờ lập chốt, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu đã phát hiện và lập biên bản 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 xe ô tô, 3 xe mô tô. Thực tế ghi nhận thời gian qua trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cho thấy nhiều người điều khiển ô tô vẫn vi phạm quy định, đã uống rượu bia, không lái xe. Các trường hợp này đa phần di chuyển đoạn đường ngắn trong đô thị, không đi đường dài.
Chúng tôi triển khai thực hiện kiểm tra nồng độ cồn để qua đó cũng để đánh thức tỉnh mọi người khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành các cái quy định của luật giao thông đường bộ, và qua đó cũng để coi như là kéo giảm tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Xử phạt nghiêm người vi phạm nồng độ cồn cũng là giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, nhất là đối với các hành vi liên quan đến việc lạm dụng bia rượu trong khi tham gia giao thông. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 đang bước vào thời gian thi công cao điểm. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, hiện đang được chính phủ đặc biệt quan tâm và đôn đốc về tiến độ. Thế nhưng đến nay, vì nhiều lý do nên một số dự án cao tốc thành phần vẫn đang bị vướng mắc, chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Gói dự án thi công cổng hầm và hầm Thần Vũ thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Hiện công trình này đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do địa hình thi công phức tạp, cửa hầm phía Nam phải điều chỉnh thiết kế nên đất yếu, khó đẩy nhanh tiến độ. Cho đến nay, giá trị sản lượng của các nhà thầu mới chỉ đạt trên 2.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, những bu những tiến độ trong những ngày mưa thì tập đoàn đã huy động thêm thiết bị cũng như là lũ ủi xúc cũng như là xe vận chuyển để tập trung thi công vào những ngày nắng. Còn tại dự án thành phần cao tốc đoạn Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt, nhờ những ngày làm việc xuyên Tết không nghỉ, tiến độ của nhiều gói thầu đã được đẩy lên nhanh chóng. Tuy nhiên còn một số vướng mắc mặt bằng cần sớm được tháo gỡ. Thì trong thời gian tiếp theo, cùng với chính quyền địa phương, ban 6 chúng tôi cũng sẽ tăng cường cán bộ cũng như là hỗ trợ về các thiết bị giải phóng mặt bằng để tạo ra cái mặt bằng nhiều nhất có thể để đáp ứng tiến độ thi công. Liên quan đến nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho dự án, sau khi đi kiểm tra thực tế vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các địa phương cần cắt giảm tối đa khâu trung gian, cung cấp nguồn nguyên vật liệu, tránh đội giá. Để các công vướng mắc, hai là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu, cho chủ đầu tư, rồi góp phần giảm cái giá thành. Đừng để là cái của cải vật chất của mình đưa cho người khác mà mình lại phải mua lại với cái giá thành cao hơn, và thậm chí người ta còn ghi hàng lại, không thể chấp nhận. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình đến Nghệ An gồm 4 dự án thành phần, trong đó tiến độ đoạn tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 đạt 86,7% giá trị hợp đồng, quốc lộ 45 đi Nghi Sơn đạt 58,65%. Hiện các đơn vị đang tập trung thi công với tinh thần qua núi khoét núi, qua sông, qua rừng bắc cầu, qua đồng đổ đất, nhằm thực hiện mục tiêu tới năm 2025 có 3.000 km đường cao tốc và năm 2030 có 5.000 km. Thưa quý vị, rừng ngập mặn được ví là lá phổi không thể thiếu, đảm bảo cho hệ sinh thái ven biển phát triển. Rừng ngập mặn còn tạo môi trường thích nghi cho dòng nước mặn từ biển chảy vào, cho dòng nước ngọt từ ven sông thoát ra với các loại động thực vật sinh sôi và phát triển nhanh chóng. Vâng ạ, tuy nhiên thì những năm gần đây, diện tích rừng ngập mặn ở Việt Nam đang có nguy cơ bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Diện tích ngày càng bị thu hẹp do tình trạng khai thác chặt phá rừng diễn ra một cách khá phổ biến do thiên tai, do gió bão. Bên cạnh đó, việc ô nhiễm môi trường cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng ngập mặn. Tổng diện tích rừng ven biển Việt Nam hiện nay khoảng 454.000 ha. Dù chỉ chiếm khoảng 3% tổng diện tích rừng quốc gia, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn sóng, gió, hạn chế sói lở bờ biển, bảo vệ đê biển, bảo vệ sinh kế của người dân. Rừng ngập mặn giúp tiết kiệm chi phí gấp 5 lần so với cơ sở hạ tầng nhân tạo trong việc bảo vệ các cộng đồng ven biển khỏi sóng thần và nước dâng do bão, vì chúng giảm độ cao của sóng lên đến 60% và giảm độ sâu lũ sóng thần xuống 30%. Rừng ngập mặn tạo cái vành đai xanh chắn sóng, phòng chống bão, lũ, rồi bảo vệ các cái công trình như các tuyến đê biển. Rừng ngập mặn ven biển Kim Sơn thì cũng hỗ trợ cho cái việc phát triển sinh kế của người dân ở trên địa bàn. Người dân thì có thể là nuôi ong lấy mật, đánh bắt thủy hải sản tự nhiên dưới tán rừng. Mục đích của cái rừng ngập mặn là để bảo vệ đê điều, bảo vệ các cái vùng đất ngập và đồng thời là chắn sóng để giữ gìn cho cái vùng sông so đê. Đấy là cái quan trọng nhất
Và hiện nay là cái rừng ngập mặn đang được nhà nước rất chú trọng, quan tâm để mà xây dựng hình thành trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu hiện nay. Rừng ven biển của nước ta bị suy thoái thể hiện rõ nhất, diện tích rừng ngập mặn đã giảm gần 1/3. Dưới tác động của biến đổi khí hậu và sinh kế, người dân sống ven biển còn khó khăn và dựa nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến các hoạt động phá rừng, nuôi trồng thủy sản tự phát, quảng canh, khai thác gỗ, củi rừng ngập mặn trái phép đã khiến cho diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm nghiêm trọng. Trong thời gian vừa qua, chúng ta có những các cái quy hoạch để sử dụng cái diện tích rừng ven biển là nó có thể nói là chưa phù hợp với lại cái điều kiện tự nhiên. Thì cùng với đó thì là cái tác động của biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển, cũng như là sự phát triển bền vững của hệ thống rừng ngập mặn trong nước ta trong thời gian vừa qua. Trước thực tế đó, dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng đồng bằng sông Hồng do chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại thông qua cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc đã được triển khai từ năm 2021 tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định và huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ngày 7 tháng 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý Dự án Lâm nghiệp đã tổ chức lễ khởi động trồng rừng. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án là gần 4,4 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc thông qua cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc xấp xỉ 3,8 triệu đô la Mỹ.